Xin chào các bạn. Chủ đề của chúng ta là về tình yêu. Ai đang nhớ nghĩ đến bạn? Rồi các bạn chọn tụ bài nha. Các bạn tụ 1, tụ 2, tụ 3. Rồi. Xin chào các bạn tụ 1. Mình để đây nha. Chúng ta nói về chủ đề là ai đang nhớ nghĩ đến bạn. Mình check năng lượng của các bạn trước nha. Các bạn có release your ex. Năng lượng của các bạn tụ 1 trong khoảng thời gian này là các bạn hơi hỗn loạn á, hơi rối, có cảm giác là mình đang bị stuck, hoặc là cảm giác hơi bị bức bối, bực bội, nóng nảy một chút. Có cái gì đó nó bị bồn chồn bất an á, thì đây là khoảng thời gian mà giống như các bạn có thể rèn luyện được cho bản thân của mình là các bạn làm sạch đi cái nguồn năng lượng này. Có nghĩa là phải cố gắng á mọi người, tức là giữ cái sự điềm tĩnh hoặc là thực hành những cái sự thực tập về tâm linh, về thiền định, thì các bạn sẽ có thể nâng cao được năng lượng của mình hơn và các bạn có thể vượt qua được những cái gọi là cảm giác bị mắc kẹt, cảm giác bị giống như hỗn loạn hoặc là bồn chồn bất an á. Đây là những cái gọi là nằm trong tâm trí của các bạn. Nhưng mà nếu như các bạn cứ tập trung vào suy nghĩ tại sao, rồi mình làm cái gì, thì như thế là các bạn sẽ càng bị stuck hơn nữa, càng bị mắc kẹt nhiều hơn nữa. Giống như các bạn không có trực tiếp giải quyết cái vấn đề á, mà các bạn chỉ tập trung vào trong tăng năng lượng thôi. Một là thanh lọc, hai là thiền, hoặc là các bạn có những cái sự vận động như yoga, hoặc là bất kể một cái bộ môn thể thao nào, hoặc là tiếp nhận năng tiếp đất và tiếp nhận năng lượng ánh sáng mặt trời. Cứ như thế trong một khoảng thời gian thì các bạn sẽ tăng được cái định lực nhiều hơn, giữ sự điềm tĩnh nhiều hơn, và tự nhiên các bạn sẽ vượt qua được cái sự stuck này nha mọi người. Và cái stuck này của các bạn thì nó có thể đến từ công việc, sự nghiệp đang bị áp lực stress, hoặc là các bạn đang có những cái sự lo lắng á, tiến không được, lui không được trong một mối quan hệ tình cảm nào. Rồi, đây năng lượng các bạn tụ 1 nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tarot. Các bạn có Ace of Cups, các bạn có Hangman, các bạn có The Wheel. Năng lượng các bạn tụ 1 thật ra rất là mạnh á. Các bạn đang tiến lên chứ các bạn không hề bị thụt lùi nha. Các bạn đang rất là phát triển, đang thậm chí với năng lượng này các bạn còn có thể có những cái sự phát triển rất nhanh, sự chuyển hóa cực kỳ nhanh, có những cái cú lội ngược dòng, hoặc là các bạn sẽ có những cái gọi cuộc bứt phá rất là mạnh mẽ. Và các bạn đang trong năng lượng của một tình yêu mới, chuẩn bị vào giai đoạn đón chào một tình yêu mới bước vào cuộc đời, hoặc là các bạn sẽ có sự làm mới lại tình yêu của các bạn nha. Ở đây mình cho nên các bạn tụ 1 lưu ý cái nguồn năng lượng á. Nhiều khi một cái stress trong công việc sự nghiệp làm cho các bạn hơi tán loạn, bị phân tán, sao lãng. Rồi các bạn sẽ có không rõ được là mình đang bị mắc kẹt chỗ nào đó. Còn mình đang thấy hoặc là có những cái gọi là các bạn cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn với hành trình của bản thân á. Ví dụ như có sức chịu đựng trong công việc là một, cái thứ hai là kiên nhẫn với hành trình tình yêu của bạn là hai đó. Mình đang thấy là tình yêu của các bạn á, một là bạn đón chào tình yêu mới á, hai là tình yêu này của các bạn cũng là mới quen, tức là năng lượng tình yêu vẫn còn mới á, mới quen trong vòng chắc nó khoảng là một năm hoặc là vài tháng trở lại, và đang có xu hướng là các bạn sẽ dạt dào cái cảm xúc trong tình yêu của các bạn nhiều hơn nữa nha. Các bạn có những cái sự bứt phá về sự trưởng thành, hoặc là một cái sự thay đổi về nhận thức, về suy nghĩ ngoạn mục luôn, cho một vấn đề nào đó trong cuộc sống của bạn á, công việc, hoặc là bạn có những góc nhìn khác về toàn bộ cuộc sống của mình á. Sự phát triển mạnh về tâm linh nữa. Cái nữa là các bạn sẽ bước vào giai đoạn đón chào một cái cuộc sống mới, nhiều sự xoay chuyển bất ngờ. Chẳng hạn như công việc của bạn, bạn đang rất là lo lắng, hoặc là bạn đang tìm việc, mình đưa ví dụ thôi nha. Thì các bạn sẽ có một sự xoay chuyển bất ngờ, đó là bạn sẽ có những cái sự
phát triển trong công việc, hoặc là bạn sẽ tìm được công việc đúng như cái nguyện vọng và có yếu tố may mắn, hoặc là có yếu tố của sự hỗ trợ, nâng đỡ, giúp đỡ, giới thiệu nào đó của một người nào đó có một cái sự giải cứu hoặc là một sự hỗ trợ mạnh trong công việc của bạn. Hoặc là the wheel cũng là một cái sự xoay chuyển, nó rất là tuyệt vời, nó rất là ngoạn mục. Tại vì đây giống như là sự tác động của cuộc đời, của vũ trụ vào trong cuộc sống của bạn á, bất kể là mọi lĩnh vực nào chứ không phải chỉ riêng là sự nghiệp thôi. Tình yêu của các bạn mình đang thấy rất là tuyệt vời nha mọi người, dạt dào cảm xúc. Vậy thì ai đang nhớ nghĩ đến bạn? Cái người đang nhớ nghĩ đến các bạn là Death and Rebirth á. Có hai ý nghĩa. Seven of Cups rồi. Cái người đang nhớ nghĩ đến bạn, mình thấy có rõ ràng có ai đó đang nhớ và nghĩ đến các bạn nha. Đây là thứ nhất, cái người này vốn tính cách là một người tràn đầy cái năng lượng, tràn đầy sức sống, yêu cuộc sống nhiều lắm, ham học tập, ham làm việc. Vốn cái bản tính của người này là như vậy. Đây cũng là một cái người có thể có năng khiếu hài hước em. Hoặc là họ nói chuyện, họ cũng thích tạo ra một cái bầu không khí vui vẻ, thích đem lại niềm vui cho cuộc sống. Và cái người mà đang nhớ nghĩ về các bạn là một người cực giỏi về trong chuyên môn hoặc là kiến thức nói chung á, trí tuệ họ rất là xuất sắc như mọi người. Còn là một cái người ham học hỏi, cái độ khả năng tìm tòi học hỏi của họ rất là cao, rất là giỏi, cực giỏi về chuyên môn, về kiến thức, về nhiều thứ. Rồi về tài năng là rất xuất sắc nha các bạn. Death Rebirth là ý nói cái người này là có một cái sự chết đi sống lại, có nghĩa là họ chấm dứt đi một thời kỳ nào đó trong cuộc sống của họ, họ đang bắt đầu hồi sinh lại cái cuộc sống của họ. Tức là có nhiều cái họ đã từng chịu đựng, rất là có những cuộc khủng hoảng, có những cái biến động ha về mọi lĩnh vực trong cuộc sống của họ, chẳng hạn như là sự nghiệp, tình cảm nào đó trước đó, nhưng bây giờ họ đang hồi sinh. Hoặc là họ chết đi phiên bản cũ, tức là có những cái sự suy nghĩ về con người của họ giai đoạn trước á, là chấm dứt, họ bắt đầu là có những cái sự suy nghĩ mới, định hướng lại rất là nhiều cho cuộc sống của họ. Họ đang có nhiều những kế hoạch cho cuộc sống của họ, họ đang làm mới lại, đang hồi sinh lại cho cuộc sống của họ, nhưng mà nó sẽ gọi là chấm dứt hoàn toàn đi những cái điều cũ trong cuộc sống của họ ha. Tức là họ không có làm cái công việc cũ, hoặc là họ không có theo cái mô típ phát triển cái cuộc sống của họ theo cách cũ, mà là họ có thể làm hoàn toàn công việc mới, hoặc là họ định hướng lại cái sự phát triển của họ hoàn toàn mới luôn nha mọi người. Hiện tại thì đang có nhiều những cái kế hoạch của họ dữ lắm á. Thấy rõ các bạn là có đang trong một mối quan hệ nha. Các bạn đang yêu, các bạn đang crush nhau, các bạn đang để ý tìm hiểu. Có đối tượng rõ ràng ha. Và tình cảm của các bạn á, nó cũng kết thúc một cái chặng cũ nha mọi người, và nó sẽ vào một cái chặng mới. Mình thấy dạt dào cảm xúc nhiều hơn á. Có những cái gọi là mới là tình yêu, hoặc là một cái sự hồi sinh nào đó trong tình yêu của các bạn nha. Các bạn có Hana Pentacle, kỵ sĩ tiền. Nữ hoàng gậy luôn. The Lover. The Lover. The Devil. Trời. The Devil. Kết nối của các bạn tụ một quá, nó rất là vui. Thật sự các bạn rất là thu hút nhau. Sẽ có rất nhiều trường hợp các bạn bị thu hút về cơ thể vật lý, về thể xác, về giới tính, các bạn thu hút rất là mãnh liệt nha mọi người. Mình cảm thấy năng lượng của các bạn nam ha, năng lượng nam, bạn có thể thuộc bất kỳ giới tính nào nha, nhưng mà các bạn hãy xem là các bạn nghiêng về năng lượng nam hay nữ. Đó là mình đang nói như vậy. Rồi. Cái người nghiêng về năng lượng nam thì đang rất là tập trung ha, cày, có nghĩa là rất tập trung vào trong công việc, siêng năng, chăm, chuyên cần, cực kỳ tâm huyết, hình như yêu, rất là yêu cái công việc mà họ đang làm luôn. Có một số bạn có thể có cơ ngơi riêng, có sự nghiệp riêng, có khu vườn riêng, có nông trại riêng,
có một cái sự nghiệp riêng và đang rất chăm làm việc có kế hoạch. Đây là một cái sự nghiệp mà cái người năng lượng nam này sẽ là phát triển cái sự nghiệp lâu dài, bền vững, đi đường dài. Rõ ràng là không hề có sự hấp tấp, vội vã, quyết định vội trong cái công việc. Đó. Còn cái người năng lượng nữ quá là tuyệt vời luôn á, tại vì bạn nào nghiêng về năng lượng nữ á, năng lượng của bạn là nữ hoàng gậy, nghĩa là bạn đang sống trong một cái niềm đam mê và bạn đã làm được cái công việc mà bạn quá là yêu thích rồi, bạn đã tìm thấy lý tưởng rồi. Toàn là những ngọn nến được thắp sáng, có nghĩa là bạn đã tìm thấy được cái ý nghĩa của đời mình, tìm thấy được những ý nghĩa còn cao hơn nữa. Bạn còn tìm thấy được những cái sự đam mê, nhiệt huyết, những cái tâm huyết của bạn nó lên rất là cao. Có nghĩa là bạn quá là hạnh phúc á. Không nhất thiết là các bạn phải thành công là địa vị này hay là chức vụ này hay tiền tài phải thật nhiều nha. Nhưng rõ ràng mình thấy các bạn nữ đang rất hài lòng với bạn là chính bạn. Bạn đang rất hài lòng với công việc mà bạn đang làm, hoặc là bạn đang rất hài lòng với những cái định hướng phát triển trong tương lai của các bạn. Hoặc là bạn đã có những cái sự thành công hoặc là gì đó trong cái lý tưởng đam mê của các bạn á, rất là rõ ràng ha. Và bạn sống các bạn nữ còn là cái người mà lan tỏa những cái tinh thần nhiệt huyết á, niềm vui, niềm hạnh phúc ra bên ngoài nữa, tại nữ hoàng gậy mà. Các bạn rất là tỏa sáng á. Rồi bạn còn là những người có khả năng truyền động lực nha, inspiration. Khả năng truyền động lực của các bạn nó xuất phát từ cái năng lượng của các bạn á, chứ không cần thiết các bạn phải nói nhiều hay nói hay là phải cố gắng để nói á. Chỉ cần là các bạn tiếp xúc, các bạn nói chuyện bình thường, nhưng quan trọng là cái năng lượng của bạn tỏ ra, cái năng lượng này gây truyền cảm hứng cho người khác dữ lắm, kéo người khác phải sống dậy, phải năng động hơn. Các bạn rất là yêu nhau ha, bạn tìm thấy một cái người đó là soulmate của các bạn luôn, có sự tâm đầu ý hợp, thu hút nhau một cách dữ dội. Và các bạn có năng lượng của the devil, nó một cái sự giống như là một cái sợi dây trói buộc á, một cái sự thu hút nhau mãnh liệt. Có thể một số bạn còn có nợ duyên, tại vì thực sự trong bài của các bạn là the wheel với the devil á, thì cái yếu tố của nợ duyên các bạn cũng rất là cao nha. Rồi, như vậy thì nếu mà lời khuyên nha, từ vũ trụ nha mọi người, đợi mình. Các bạn có noting will come of this situation. Các bạn bị lo lắng nhiều nè. Có cái gì đó, ngay cái lá đầu tiên á, release your edge. Tức là những cái sự sao lãng, những cái lo lắng, những cái bồn chồn. Các bạn hãy xem nó xuất phát từ cái gì. Hay chỉ đơn thuần là do các bạn làm việc stress quá. Rồi tự nhiên các bạn xuất hiện một cái cảm giác bất an do các bạn phân chia cái lịch trình nó chưa đều. Hoặc là các bạn chưa có được đánh giá cao, chưa có được chú tâm lắm vào những cái biện pháp mà làm cho mình tăng định lực và giữ sự điềm tĩnh. Chứ còn cái vấn đề của các bạn nó lại không có trầm trọng như là cái cách các bạn nghĩ, hoặc là cái diễn biến dao động cảm xúc của các bạn nó hoàn toàn không liên quan gì hết đến mọi chuyện đang diễn ra trong cuộc sống của các bạn. Như vậy thì có nghĩa là các bạn có cái phần cảm xúc, lệ thuộc cảm xúc mà là cảm xúc của chính bạn. Cho nên cái thông điệp này là các bạn hãy suy nghĩ mọi chuyện nó đơn giản. Các bạn có it's time to take action. Đến thời gian để các bạn tập trung một cái điều gì nè mọi người, cứ tiếp tục hành động nha. Mọi chuyện luôn, hành động cho tình yêu của bạn, hành động cho sự nghiệp của các bạn á. Hoặc là các bạn đang có những cái mục tiêu nào thì tập trung vào hành động thôi. Năng lượng của các bạn tụ một là rất tuyệt vời luôn á. Ý transformation, một sự chuyển hóa nhanh mạnh sẽ đến với cuộc đời của các bạn nha. Cho nên các bạn cũng hãy có một cái sự chuẩn bị á, chuẩn bị về dinh dưỡng thật tốt, sức khỏe thật tốt, chế độ tập luyện, để các bạn bắt đầu có đủ cái năng lực, đủ năng lượng, đủ bản lĩnh để các bạn chào đón một cái sự chuyển hóa rất lớn, rất nhanh, rất mạnh vào trong cuộc sống của bạn nè. Các bạn có rise your vibration.
Các thiên thần bảo hộ nói rằng là bạn tập trung nâng cao tần số năng lượng nha. Rồi không cần biết là chuyện gì xảy ra, cứ tập trung vào trong nâng cao tần số năng lượng nha. Learning experience, học hỏi kinh nghiệm. Những cái cơ hội mới là đang chào đón các bạn á. Học hỏi kinh nghiệm có nghĩa là không xử lý sự việc theo lối mòn, không suy nghĩ tiêu cực theo lối mòn. Wow, mà tập trung nâng cao tần số năng lượng thôi. Để đón chào những cái sự chuyển hóa rất lớn vào trong cuộc sống của bạn. Mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tụ một. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn tụ hai. Chúng ta nói về chủ đề tình yêu là ai đang nhớ nghĩ đến bạn. Đầu tiên mình sẽ xem về năng lượng của các bạn trước nha. Mình test cái nguồn năng lượng trước. Các bạn có honeymoon. Các bạn tụ hai. Các bạn tụ hai có thể là các bạn đang có hoặc là sắp có những cái chuyến đi. Hoặc là bạn và người mà bạn đang nghĩ đến, người bạn đang nghĩ đến, có một cái khoảng cách địa lý, có một khoảng cách địa lý, hoặc là câu chuyện tình yêu của các bạn nó sẽ có liên quan gì đó, tức là lĩnh vực tình yêu của các bạn tụ hai đã từng có liên quan gì đó đến những chuyến đi ha, những chuyến đi du lịch hoặc là những chuyến đi liên quan công việc. Mình chưa rõ là liên quan như thế nào, nhưng mình thấy có thể đã từng liên quan đến những chuyến đi, cho các bạn những bài học, cho các bạn những kinh nghiệm, hoặc là những chuyến đi đó nó là một cái nguồn gốc á, và nó sẽ có sự liên quan, ảnh hưởng đến đến bản thân các bạn, đến cách nhìn nhận của các bạn về lĩnh vực tình yêu. Đó là đây là năng lượng của các bạn tụ hai nha. Bây giờ mình sẽ vào cái phần ai đang nghĩ đến bạn, nhưng đầu tiên mình test cái nguồn năng lượng các bạn trước. King of Wands, The Magician. Trời cao dữ vậy. Chính tiền. Các bạn tụ hai sẽ ngày càng rất là thành công á, tự tin bản thân của mình lắm. Các bạn ngày càng giảm đi những cái sự suy nghĩ nó bị phân tán á, những cái sự suy nghĩ nghiêng về lệ thuộc cảm xúc, những cái sự lo lắng, hoang mang, mơ hồ ngày càng sẽ giảm nha mọi người. Bạn ngày càng sẽ bản lĩnh hơn, bạn sẽ có những cái bạn sẽ có những cái gọi là rất là độc lập luôn, kể cả trong cái việc mà bạn kiểm soát được cái cảm xúc của mình á. Bạn sẽ rất là thành công ở ở sự nghiệp, ở tiền tài vật chất. Bạn sẽ rất là tỏa sáng luôn á, có nghĩa là bạn ngày càng có sức ảnh hưởng rồi. Có thể là các bạn còn nổi ra bên ngoài về danh tiếng, về uy tín hoặc là chức vụ cao hơn. Hoặc là các bạn sẽ đảm nhận cái công việc mà liên quan đến cái việc thể hiện ra bên ngoài, chẳng hạn như là những cái công việc là thể hiện hình ảnh bản thân, hoặc có liên quan đến truyền thông, hoặc là bạn đại diện á, bạn là nhân vật đại diện có tiếng tăm. Rồi mình thấy á, các bạn sẽ tiến tới cái nguồn năng lượng, các bạn rất độc lập trong cái việc xử lý toàn bộ cái cuộc sống của bạn và toàn bộ cái công việc của bạn á. Bạn hoàn toàn dựa vào chính bản thân của mình á, để tạo dựng cái cơ ngơi riêng, cái sự nghiệp riêng. Là quản lý cái sự nghiệp của bạn, nhưng không có nghĩa là bạn chỉ là làm chủ cho cái sự nghiệp của bạn nha. Có nghĩa là tùy, các bạn có thể làm việc với người khác nữa. Rồi nghĩa là bạn sẽ ngày càng tiến tới cái năng lượng là bạn rất là làm chủ toàn bộ cái cuộc sống của bạn á. Rồi
Rồi bạn xây dựng được một cái đời sống vật chất nó cũng rất là phong phú luôn. Rất là mạnh, năng lượng của các bạn tụ một xuất sắc á, rất là tuyệt vời. Rồi, ai đang nghĩ nhớ đến bạn ha. Các bạn có 10 gậy. The Star 7 kiếm. Cái người đang nhớ nghĩ đến các bạn là cái người đang có những cái trách nhiệm nặng nề, những cái áp lực stress trong cuộc sống, trong công việc của họ, và có một cái khoảng cách nào đó với các bạn ha. Một là khoảng cách địa lý xa nhau, hai khoảng cách địa lý không nhất thiết phải xa nhau nhưng mà đang bị một cái khoảng cách nào đó mà các bạn chưa thể giống như là gặp nhau trực tiếp được dễ dàng như là giai đoạn trước. Mình thấy có sự âm thầm quan sát theo dõi nhau của hai bên các bạn nha. Chẳng hạn như các bạn là liên tục để ý những cái mạng xã hội của nhau nè, các bạn liên tục lắng để ý, quan tâm lắng nghe những cái thông tin tin tức về nhau. Đó, cho nên đó là cho dù các bạn không bị khoảng cách địa lý xa nhau chăng nữa nhưng mà nó vẫn có một cái khoảng cách nào đó mà khiến cho các bạn không còn dễ dàng được gặp mặt nhau như trước kia. Cái người đang nhớ nghĩ đến các bạn là một người không có được thảnh thơi thoải mái như các bạn tụ hai trong khoảng thời gian này nha. Tức là bạn đang rất là lớn mạnh luôn á, tự tin. Bạn sẽ còn thành công nữa trong sự nghiệp, trong cuộc sống á. Bạn sẽ ngày càng rất tự tin luôn nha mọi người. Còn cái người đang nhớ nghĩ đến các bạn thì xem bạn giống như là một ngôi sao á. Tức là nhớ nghĩ đến bạn là năng lượng ngôi sao, có nghĩa là tràn đầy cái sự hy vọng, ước mơ. Tức là bạn rất thu hút họ. Bạn rất là thu hút họ, thu hút về rất là nhiều thứ. Chẳng hạn như khi tiếp xúc với bạn là đã thấy chữa lành. Có nghĩa là cái nguồn năng lượng của các bạn cho họ tăng năng lượng rất nhiều, tràn đầy cái sự hy vọng, cái niềm vui, hạnh phúc. Và năng lượng của bạn rất là chữa lành. Có thể các bạn còn có những cái sự tâm lý, thấu hiểu tâm lý, dịu dàng, nữ tính. Kể cả bạn là nam hay nữ nha, thì bạn vẫn là thấu hiểu tâm lý, dịu dàng, nữ tính. Tiếp xúc với bạn nó tràn đầy cái sự hy vọng ở trong cuộc sống, kiểu sống lại đó. Đó là lý do tại sao cái người này luôn nhớ nghĩ về các bạn, mặc dù trong cuộc sống có nhiều cái sự áp lực và nặng nề, nhưng mà âm thầm quan sát dõi theo các bạn rất nhiều. Nhưng ngầm nhân tại bảy kiếm là cái không lộ diện ra bên ngoài. Nhưng mà hiện tại cái người đang nhớ nghĩ đến các bạn là những người có nhiều những cái sự lo lắng, hoang mang trong cuộc sống của họ, bị rối loạn định hướng, bị cái thời kỳ nó rất là dao động cảm xúc á, hoang mang nhiều lắm. Để mình xem tiếp các bạn tụi hai. King of Swords, ba gậy. Có nhiều bạn thì với người đang nhớ nghĩ đến các bạn có một khoảng cách địa lý xa nhau, mình thấy rõ luôn. Các bạn có thể là hai vùng miền xa nhau lắm hoặc là hai quốc gia. The Sun, các bạn có Five Pentacles. Người đang nhớ nghĩ đến các bạn ở trong công việc á, năng lượng sẽ rất là vô kiếm. Nhưng khi nghĩ đến bạn thì năng lượng của bạn là The Star. Nó gọi là rất là trúng ý họ, kiểu như là bạn rất thu hút họ. Nhưng cái vấn đề mà gây thử thách với các bạn thuộc hai là không phải năng lượng của các bạn truyền cho nhau. Năng lượng của các bạn truyền cho nhau thì nó lại rất hợp và rất là tốt á. Cái vấn đề của các bạn tụ hai không phải là vấn đề ở bạn tụ hai luôn, mà là vấn đề của riêng cái người đang nhớ nghĩ đến các bạn. Họ đang rất là mơ hồ, hoang mang trong cuộc sống, đang có những cái gọi là rất là đường muôn luôn á, rất là chiều tối, có nghĩa là gọi là bóng tối linh hồn nè. Đang có những cái mà họ chưa có giải quyết được, còn nặng nề áp lực lắm. Nhưng bên ngoài mặt khi tiếp xúc với các bạn nhiều khi rất tỉnh nha, có nghĩa là nhiều khi bạn thấy một người cũng rất là mạnh mẽ, rất là bình thường, không có vấn đề gì, còn là một người rất giỏi về kiến thức á, là một người có thể là tài năng cao, một người có khả năng tương tác giao tiếp xuất sắc, một người hiểu tâm lý, một người có những cái sự phân tích vấn đề rất là logic, sáng suốt, tỉnh táo. Ngoài mặt thì vẫn có thể là rất nghiêm ngầu, có vẻ như không có gì để lo lắng, thậm chí có gì đó nó rất là tỉnh nữa đó.
và đặc biệt là cực giỏi ăn kiến thức rất là nhiều, và cái sự tương tác giao tiếp là tuyệt vời, cũng còn có thể là người giỏi về ngoại ngữ nữa đấy. Thì các bạn sẽ thấy là cái năng lượng tĩnh như thế, nhưng mà các bạn sẽ không biết được là bên trong họ là The Moon, bên trong họ là 10 gậy, bên trong họ là 7 kiếm, thậm chí bên trong họ có thể là 5 tiền. Có nghĩa là họ đang đối diện với những cái sự thử thách, những cái bóng tối linh hồn, những cái áp lực nặng nề, stress, những cái hoang mang, rối loạn định hướng. Thấy rõ luôn mọi người. Cho nên các bạn đừng nhìn vào cái bề ngoài mà cứ nghĩ rằng họ đang tỉnh như thế nhé. Họ đang đối diện với rất nhiều những cái sự thử thách. Năng lượng của các bạn tụ hai là the star, là the sun trong mắt của họ, có nghĩa là bạn đừng nghi ngờ về bản thân, tại bạn thực sự là cái người đưa đến cái nguồn năng lượng rất là sống, bạn kéo con người ta sống lên, bạn làm cho người ta là cảm nhận được là họ đang sống thực sự chứ không phải chỉ tồn tại ngày qua ngày. Năng lượng của các bạn rất là sống. The star là một cái sự chữa lành tràn đầy hy vọng, ước mơ, con người ta không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. The sun là nguồn năng lượng sống, tại vì phải có năng lượng mặt trời thì mọi thứ trên đời này mới có thể là sống được. Cho nên ý mình muốn nói là bạn đang rất là tự tin, bản lĩnh, và bạn đang thu hút hoàn toàn. Cho nên vấn đề không nằm ở bạn nha. Cái vấn đề của các bạn đang đối diện với những cái sự thử thách. Nó chưa có đủ điều kiện, chưa đủ nhân duyên để các bạn có thể phát triển được mối quan hệ lên. Một là các bạn có khoảng cách địa lý xa nhau. Hai là cái vấn đề của đối phương đang áp lực nặng nề, thậm chí có thể gọi là mất định hướng, hoặc là đang có những cái sự thử thách trong cuộc sống, trong sức khỏe, trong tiền tài. Rồi à, để mình xem tiếp. Lời khuyên cho các bạn nha. Ba lần spirituality, practicality. Các bạn tụ hai không cần thiết phải để bản thân của mình rơi vào trạng thái các bạn suy nghĩ nhiều hay cảm xúc nhiều nha. Giữ sự cân bằng tinh thần của mình và những điều thực tế trong cuộc sống. Những điều thực tế trong cuộc sống chính là đời sống cá nhân của bạn nè, công việc sự nghiệp nè, phát triển bản thân nè, chăm lo bản thân nè. Hãy giữ sự cân bằng, tìm về tâm linh nè. Bạn hãy cứ làm điều đó để cho nó có cái sự chuyển hóa vào trong cuộc sống của mình á. Tại vấn đề câu chuyện tình yêu của bạn thì nó lại bị ảnh hưởng bởi những sự mắc kẹt rối loạn của đối phương, chứ không có phải năng lượng hai bạn dành cho nhau. Thậm chí á, năng lượng hai bạn dành cho nhau thì lại cực kỳ ấn tượng nha. Bạn gây ấn tượng thu hút với họ, họ cũng gây ấn tượng với bạn. Các bạn có đi in kết thúc một cái giai đoạn vất vả nha mọi người. Chuẩn bị có sự chuyển giai đoạn à, cho nên là để xem nha. Tập trung phát triển về tinh thần tâm linh đó. Các bạn hãy tập trung phát triển tâm linh, làm sao để cho các luân xa tâm linh, đó là luân xa cổ họng, luân xa con mắt thứ ba, luân xa đỉnh đầu và luân xa tim của các bạn phát triển thật mạnh à, đó mọi người. Như mình thường hay nói tới rồi, mình nói trong cái sự hiểu biết của mình là thiền nè, yoga nè, tiếp đất rồi à, các bạn có thể nghe nhạc, nhạc cổ điển, nhạc tần số cao, thần chú à, dĩ nhiên sẽ còn nhiều nữa, nhưng mình chỉ có thể nói trong cái hiểu biết của mình thôi. Bạn có gì ăn rồi bạn được thiên thần bảo hộ rất nhiều, hãy tương tác với thiên thần bảo hộ của các bạn nhé, để các bạn có sự lớn mạnh về mặt tinh thần hơn nữa à, để mình có sức bền, mình có sức chịu đựng để có thể vượt qua cái thời kỳ thử thách, cho dù cái sự thử thách đó là thuộc về lĩnh vực nào. Một lá nữa nha mọi người. Rise your vibration, nâng cao tần số năng lượng. Wow, những cái lời khuyên từ vũ trụ rất là thiết thực và sẽ làm cho các bạn lớn mạnh á. Các bạn nâng cao tần số năng lượng thì bạn sẽ càng đạt đến niềm vui, niềm hạnh phúc à, đạt đến sự tự tin à. Rồi, mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tụ hai. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Xin chào các bạn tụ ba. Mình để đây nha. Chúng ta nói về chủ đề tình yêu là ai đang nhớ nghĩ đến bạn. Đầu tiên mình sẽ check năng lượng của các bạn trước nha. Các bạn có deception trong lĩnh vực tình yêu của các bạn á. Có thể là các bạn mới quen nhau, mới tìm hiểu nhau, hoặc là cho dù các bạn có quen nhau một khoảng thời gian dài đi chăng nữa, thì mình thấy là một trong hai các bạn sẽ là người có cái phần tính cách của sự bí ẩn, của sự đơn độc, tính cách của một người không dễ dàng bộc lộ hết cái cảm xúc thật sự cho đối phương biết, hoặc là vẫn còn nhiều những cái liên quan đến đời sống cá nhân của một trong hai bên các bạn hoặc cả hai là chưa có biết nhiều về nhau. Hoặc đây là tính cách của một người là một trong hai các bạn á, giống như là có sự cái tính cách á, tính cách nội tại của họ chứ không phải là do các bạn gây ra cho nhau nha. Tức là một người hay có sự nghi ngờ, hay có sự đề phòng, cẩn trọng, kỹ lưỡng, một người mà không dễ trao niềm tin cho người khác. Chẳng hạn như bạn là người không dễ trao niềm tin cho người khác thì thường là bạn sẽ không có dễ dàng mở lòng với người khác trong những giai đoạn đầu của cái sự tìm hiểu quen biết nhau. Đó, hoặc đây là năng lượng của đối phương nha. Cho nên giống như các bạn đang trong một cái trạng thái bạn muốn biết nhiều hơn nữa về đối phương, hoặc là đối phương đang muốn biết nhiều hơn nữa về các bạn. Cho nên là giống như các bạn vẫn còn giữ kẻ, các bạn vẫn còn có những cái chưa xâm nhập sâu vào trong cái nội tâm của nhau, hoặc là một trong hai các bạn có người bị tổn thương rất nặng ở đứa trẻ bên trong, cho nên hình thành nên cái tính cách của họ là không dễ mở lòng. Nếu như cái sự tổn thương đứa trẻ bên trong này mà từ nhỏ tới lớn hoặc là nó quá nhiều năm, thì cái việc chữa lành tổn thương đứa trẻ bên trong nó là một hành trình dài hạn, không thể nôn nóng được nhé mọi người. Không thể nào nôn nóng để có thể chữa lành tổn thương đứa trẻ bên trong đâu. Cái việc đó nó rất là khó, yêu cầu có sự bền bỉ, kiên trì, sự nỗ lực mãnh liệt. Rồi, đây là năng lượng của các bạn nha. Rồi bây giờ mình tới là nói về các bạn tụ ba trước. Các bạn có 7 ly. Các bạn có 2 tiền. Y, các bạn có The Empress. Wow. Các bạn tụ ba rất là tuyệt vời. Kể cả bạn là nam hay nữ, hay thuộc bất kỳ giới tính nào, bạn đang có nhiều những cái ước mơ. Bạn đang chỉ hơi bị rối chút xíu về những cái ước mơ của bạn á. Tức là thật sự bạn là người có lý tưởng, có ước mơ nha. Nhưng mà tràn đầy cái cảm xúc luôn. Nhưng giống như là bạn vẫn còn cân đối á, tính toán thời gian nào mình sẽ làm nó phù hợp, mình nên làm cái nào trước, cái nào sau. Vẫn còn hơi rối nhưng mà trong cái niềm hạnh phúc nha mọi người. Hoặc là bạn đang tính toán về nguồn lực, về phương tiện, về vật chất, liệu mình đủ chưa. Đó. Nhiều cái ước mơ của bạn lắm và hầu như cái nào cũng đều là có ý nghĩa. Cho nên bạn bị rối là nó hợp lý. Tại vì giống như nhiều khi mình bị cái trạng thái nó nôn nóng quá, rồi bây giờ mình làm cái nào trước bây giờ. Hoặc là bạn có lý tưởng lắm, có trí tuệ, có hướng đi rõ ràng, biết tương lai mình phát triển như thế nào. Nhưng mà nhiều khi cái nguồn lực nó chưa được thoải mái lắm. Nhưng mà xin chúc mừng các bạn nha. Thêm một thời gian nữa các bạn sẽ có sự lớn mạnh về nhiều mặt, nhất là về tiền tài vật chất nè. Sự thịnh vượng, sự trù phú, bạn sẽ phát triển lên thành một sự nghiệp rất là lớn mạnh. Các bạn tụ 2 nha, mình đang mô tả với bạn. Các bạn tụ 3, mình đang mô tả với bạn. Tí nữa mình mới nói về cái người đang nhớ nghĩ đến bạn. Rồi có thể bạn có cơ ngơi riêng, bạn sẽ rất là trù phú trong cuộc sống luôn á. Rồi bạn được tiếp xúc nhiều với thiên nhiên nữa. Bạn rất tự tin với bản thân, bạn có tài năng lãnh đạo luôn, kể cả bạn là nam hay nữ, hay thuộc bất kỳ giới tính nào. Rồi mình thấy là bạn có sự cải thiện về sức khỏe và sắc đẹp của các bạn luôn. Lúc này đây bạn hơi lo lắng một chút về sức khỏe hoặc là tiền tài nha. Nhưng mà thêm một thời gian nữa thì bạn sẽ giải quyết được vấn đề này và có sự phát triển bùng lên luôn, rất là mạnh. Thì Empress, bạn đẹp hơn, bạn tự tin hơn, có phong cách riêng, thậm chí có cơ ngơi riêng, hoặc là phát triển rất mạnh về tiền tài vật chất. Rồi, bây giờ mình sẽ tới cái phần mô tả năng lượng người đang nhớ nghĩ đến bạn. Nữ hoàng kiếm, The World, trời ơi. Hierotis, cái người này rất là
tâm linh này hoặc rất là nội tâm, hèn chi các bạn có deception lúc đầu là phải rồi. Người đang nhớ nghĩ đến các bạn là người đang trong giai đoạn nhìn lại vào bên trong của họ, để họ có những cái sự kết nối sâu sắc với linh hồn của mình. Cái người này bạn đừng có nghĩ là còn trong giai đoạn bóng tối linh hồn nha. Họ đã có cái sự tiến hóa phát triển sau cái giai đoạn bóng tối linh hồn rồi á. Có nghĩa là hành trình tìm về tâm linh, hành trình tìm về bên trong của họ, họ đã đi xuất sắc cái hành trình này. Có nghĩa đây là một người rất là tâm linh, có sự hiểu biết rất rất là nhiều về tâm linh luôn. Và người đang nhớ nghĩ đến các bạn cũng là một người có khả năng đặc biệt về tâm linh, chẳng hạn trực giác cao, hoặc là họ cũng là người có một biệt tài nào đó bên lĩnh vực tâm linh nha mọi người, một biệt tài nào đó. Người đang nhớ nghĩ đến các bạn là một người xuất sắc về ngoại hình, nguồn năng lượng á, mình mô tả năng lượng thôi, chứ còn cái quan điểm đẹp xấu tùy mỗi người ha. Chứ không có nhất thiết phải là theo tiêu chuẩn phải ba dòng hay sáu múi này nọ nha mọi người. Mình không nói cái vấn đề ở đâu. Cái năng lượng của họ là một cái năng lượng thu hút cực mạnh luôn á. Người đang nhớ nghĩ đến các bạn là một người có ngoại hình xuất sắc trong mắt bạn á, trong mắt bạn ha. Họ rất là thu hút, họ rất là quyến rũ thu hút. Họ có cái gì đó, một cái khả năng quyến rũ thu hút mê hoặc người khác vô cùng luôn, mạnh. Người đang nhớ nghĩ đến các bạn nhưng mà tính cách thì lại rất là bộc trực, thẳng thắn, quyết đoán, thậm chí có phần sắc bén, lạnh lùng, đơn độc, thậm chí có phần khó gần. Nữ hoàng kiếm mà. Lời nói có thể gay gắt sắc bén chứ. Rõ ràng, phân tích, logic, mọi thứ. Luôn giữ một cái sự tỉnh táo, lý trí. Đó là cái năng lượng của họ. Nhưng mà rất thu hút, hoặc là có ngoại hình đẹp xuất sắc á. Rất là đẹp. Người đang nhớ nghĩ đến các bạn là một người rất tâm linh nữa. Người này vừa có kiến thức khoa học logic xuất sắc, hoặc là giỏi trong tương tác, hoặc là giỏi trong ngoại giao. Không có nghĩa họ nói nhiều đâu nha mọi người. Người này không nói nhiều đâu, nhưng nói ra là thắng, nói là chắc, nói là logic, nói là không thể bắt bẻ được. Kiểu như một người mà kiến thức quá là uyên thâm á, kiến thức quá là nhiều á, cho nên nói chuyện là nó có đầu đuôi, có nguồn gốc, có dẫn chứng, nói chuyện là không thể bắt bẻ được. Hoặc là đây là một người rất giỏi về ngôn ngữ, ngôn từ, hoặc là giỏi về ngoại ngữ. Hoặc là đây là một người giỏi về kỹ thuật á, giỏi về kỹ thuật máy tính, kỹ thuật số vân vân đó mọi người. Có phần lạnh lùng á, có phần lạnh lùng nhưng quyến rũ, cực kỳ quyến rũ. Người đang nhớ nghĩ đến các bạn là một người có tính cách bí ẩn, có tính cách đơn độc, có tính cách hiểu sâu sắc về nội tâm bên trong có cái gì đó. Bạn có thể cảm nhận cái năng lượng họ ấm áp, thân thiện, hài hòa, bạn có thể cảm nhận như thế. Nhưng mà bên ngoài thì hơi lạnh lùng, kể cả họ là nam hay nữ nha. Có cái gì đó nó lạnh lùng phía bên ngoài, không có dễ gần đâu, nhìn vào bên ngoài á. Nhưng người đang nhớ nghĩ đến các bạn là một người giỏi trong chuyên môn, nghiệp vụ, rất là siêng năng, rất là trân trọng cái công việc của họ, kiếm tiền tốt, rất là chuyên cần trong cái công việc của họ. Nếu như trong cái công việc á, thì họ có thể là những cái người hợp tác tốt, họ rất là trân trọng đồng nghiệp, hợp tác tốt với đồng nghiệp, tôn trọng đồng nghiệp. Hoặc người đang nhớ nghĩ đến các bạn trong một số trường hợp của các bạn tụ ba là cái người đã từng làm việc chung với bạn, hoặc là đang làm việc chung với các bạn nha, tức là các bạn là đồng nghiệp với nhau. Rồi, để mình tiếp nha. Các bạn có 3 kiếm. Các bạn có 8 kiếm. Các bạn có 3 gậy. Các bạn có kỵ sĩ nước. Rồi. Người đang nhớ nghĩ đến các bạn là những người mà Cái khoảng thời gian vừa rồi là các bạn có nói chuyện với nhau á, các bạn gây hiểu lầm, hiểu lệch nhau, hoặc là các bạn có những cái lời nói nó bị gay gắt quá, gây sát thương cho nhau. Hoặc là một trong hai các bạn á, một trong hai các bạn nha, các bạn nghe cái này nè.
Một trong hai các bạn là khi giao tiếp với cái người còn lại nói theo cái ý của họ, nhưng bạn lại hiểu theo cái cách của bạn. Bạn bị mắc kẹt trong cái ngôn từ, bạn bị mắc kẹt trong cái ngôn từ cộng với cái sự tổn thương đứa trẻ bên trong của bạn. Thành ra là bạn hiểu lệch đi cái câu nói và bạn bị tổn thương. Bạn bị tổn thương cho nên mình mới nói là trong cái tương tác giao tiếp của các bạn, một cái là gây hiểu lầm, hiểu lệch, nhưng mà nó có liên quan đến tổn thương đứa trẻ bên trong của hai bên. Tức là cái tiếng nói không có phải cố ý lắm là các bạn nói về nhau như thế, nhưng mà vô hình nó lại kích hoạt cái tổn thương đứa trẻ bên trong của các bạn, giống như là kích hoạt tổn thương cái tôi. Tức là mỗi bên các bạn đều có cái tôi nào đó, hoặc là mỗi bên các bạn đều có những cái khuyết điểm nào đó, hoặc là các bạn đã từng trải qua những sự kiện nào đó nó bị ấn tượng không tốt, cho nên thành ra nó kích hoạt cái phần tổn thương ấy, chứ không phải các bạn cố ý sát thương nhau. Rồi hoặc là các bạn có những sự tranh cãi ha, và sau những cái trận tranh cãi thì đúng là nó có làm cho nhau bị tổn thương á. Rồi một số trường hợp thì người đang nhớ nghĩ đến các bạn hiện tại có vấn đề gì đó mà các bạn có một cái khoảng cách địa lý xa nhau, nhưng sắp tới thì mình thấy là cái người năng lượng nam là bạn hoặc là họ, thì cái người năng lượng nam này sẽ có cái gọi là làm mới lại cái tình cảm, giống như là các bạn làm lành lại với nhau. Các bạn làm lành lại với nhau, các bạn đem cái tình cảm lại với nhau, mà cái người nam sẽ là người chủ động nha. Rồi để mình tiếp. Bây giờ các bạn có surrender to the divine. Các bạn là nên xuôi dòng, thuận theo tự nhiên, buông thả lỏng hết mọi thứ. Các bạn đừng có trói buộc mình trong ngôn ngữ ngôn từ. Có nghĩa là cái phần tương tác giao tiếp có vấn đề đúng không, thì các bạn đừng có chấp, đừng có trói buộc mình vào trong cái ngôn từ. Bởi vì có một cái là ví dụ các bạn giao tiếp trực tiếp hoặc là giao tiếp qua các phương tiện, thì nó có một cái vấn đề mọi người, là tất cả chúng ta đều có cái phần tổn thương đứa trẻ bên trong. Nhiều khi câu nói người ta không cố ý lắm, nhưng nó lại kích hoạt tổn thương đứa trẻ bên trong của mình, thành ra mình tổn thương. Cho nên đó là lý do tại sao mà lời nói nó chỉ là lời nói thôi á. Surrender to the divine, buông thả lỏng hết. Mấy bạn hãy cứ quăng đi hết tất cả những cái ngôn từ gây tổn thương, đừng chấp vào đó nha các bạn. Tại vì sắp tới thì các bạn sẽ có cái sự làm lành lại với nhau nè, làm hòa lại với nhau, các bạn đem tình cảm lại với nhau. Mà cái người kỵ sĩ nước ở đây mình nhìn thấy là năng lượng bạn nào đó đang năng lượng nghiêng về năng lượng nam tính, người đó sẽ chủ động làm lành. Well, look at the bigger picture, nhìn vào bức tranh toàn cảnh. Các bạn đánh giá tổng quát lại toàn bộ cái quá trình, đánh giá tổng quát toàn bộ quá trình yêu thương nhau. Hoặc là các bạn phải nhìn rộng hơn, lớn hơn cho toàn cả một câu chuyện chứ đừng có chấp vào một cái câu nói nào. Trong cái lúc các bạn không bình tĩnh hoặc là trong lúc nóng giận, nhìn cả câu chuyện chứ đừng có chấp vào trong một cái câu nói. Rise your vibration. Mình cảm thấy cái điều này nó hơi khó làm, nhưng mà tập luyện thì làm được, bền bỉ thì làm được, nói chung là cố gắng mạnh mẽ thì sẽ làm được. Nâng cao tần số năng lượng dĩ nhiên trong cái lúc mà nóng quá, bồn chồn bất an thì khó tập trung vào cái việc nâng cao tần số năng lượng, nhưng cố gắng rèn luyện ngày qua ngày sẽ rèn luyện được nha mọi người. Có nghĩa là giờ không cần biết câu chuyện là gì, không cần biết là các bạn sát thương nhau qua lời nói như thế nào, tống hết dẹp qua một bên. Các bạn chỉ tập trung vào nâng cao cái định lực năng lượng của bản thân thì mình mới có thể là thoát khỏi cái sự vướng mắc.
Cho nên là các bạn cứ tập trung nâng cao tần số năng lượng á. Còn nâng cao tần số năng lượng là gì thì các bạn có thể xem thêm các video khác của mình nha. Tại cái này nó rất là nhiều á. Các bạn có take a step back rất là hợp với trường hợp các bạn luôn không đánh giá vội vấn đề. Điềm tĩnh, không có hành động hay lời nói gì nó vội vã thêm. Có nghĩa là điềm tĩnh lại để cho năng lượng các bạn nhẹ nhàng. Và nhiều khi điềm tĩnh lại các bạn mới hiểu nhau hơn nha. Các bạn mới có thể hiểu sâu sắc nhau hơn, hiểu tổn thương đứa trẻ bên trong của nhau nhiều hơn. Rồi, các bạn tập trung phát triển tinh thần, tâm linh. À, đó, các bạn có thể tìm về thiền nè, yoga nè, tiếp đất nè, nghe nhạc cổ điển nè, thần chú nè, niệm Phật nè. Rất là nhiều nha mọi người, hãy tìm về tâm linh. Wow, rồi, các bạn chuẩn bị chào đón niềm vui và cái sự hài lòng đang đến. Chào đón một cái sự thành công, chào đón cuộc sống mới. Chào đón một cái niềm hạnh phúc đang đến với các bạn nha. Đó là gì, điều gì thì các bạn hãy cứ sẵn sàng chuẩn bị chào đón. Mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tụ ba. Cảm ơn các bạn rất nhiều.